Rồi chào anh em, đây mình có đã một con quay ếch Thái nha, quay Thái đời 207. Rồi vô nhanh lẹ nha anh em ơi. Rồi trước tiên em quay bộ bóng ngón nha. Nó kia bộ bóng ngón nè, rồi biển số nè. Biển số 16M5 nha, 0266, số quá đẹp luôn. Rồi màu đỏ đen nè anh em. Rồi số khung số máy trùng nhau nha. Rồi trước tiên quay cái 16M5 nè, 0266 nha anh em. Hợp lệ nha anh em ơi. Rồi số khung nè, số máy nè. 800-9251. Đó, 800-9251 nha anh em. Hợp lệ em ơi. Rồi lốc đẹp nha, lốc bao đẹp luôn. Này dơ hơi dơ nha anh em ơi, lốc bao đáng đầu nè. Rồi lốc bên trong là khá đẹp nè. Rồi ốc này có gãy một chân, một ốc nha em ơi, có gãy một ốc gắt máy nha. Lốc này hơi dính bê tông nè, anh em về chịu khó vệ sinh nha anh em. Nó lốc đẹp nè, không bể dở. Chỉ lỗi nhẹ con ốc cắt chân thôi, gãy ngang thôi. Nó sườn nè. Rồi số khung nè. 009251 nha em ơi. Nó hợp lệ nha em ơi, 009251 nè, hợp lệ nha anh em. Số khung máy trùng nhau. Rồi sườn nè, khúc trên là bao đẹp nè. Nó khúc trên là bao đẹp long lanh nha anh em ơi. Ếch Thái nha, này ếch Thái nè, râu ria quá trời nha anh em. Đó. Râu bông hơi quá trời luôn nè. Rồi. Thân đầu với đuôi này đẹp hết, chỉ có chính giữa là bị mục nha anh em ơi. Cần tháng này cắt bỏ nha, tháng này cắt hàng hai ba đầu cắt bỏ nha anh em. Rồi cái ống đồng hơi mục nha anh em ơi. Ống đồng hơi mục rồi. Ống đồng mục nha anh em. Nó ống đồng mục nha. Ống đồng mục rồi, anh em nào tận dụng được thì làm thì làm. Nó ống đồng hơi mục nha anh em ơi. Như hình nha anh em. Anh em về xử lý lại nha anh em ơi. Ống đồng hơi mục, hai cây này hơi mục nè. Ống đồng hơi mục luôn. Nó anh em về làm đồng lại. Rồi bán rẻ bộ giấy quay ếch Thái luôn, hỏi anh em nào hỏi dặn này cũng quên rồi. Hôm nay có lợi nha anh em. Mở bao zin nha, không đục tháp, không đục tháp, không bao giấy zin. Bao đi chấp trọn đời luôn. Rồi như hình nè. Rồi bán rẻ nè anh em luôn, 1.2 bao ship anh ơi. Nó 1.2 bao ship nha, bán giá rẻ em xài chơi luôn, giống như quay A luôn. Nó 1.2 bao ship. Rồi đụng gì quay đó nha anh em ơi. Rồi bỏ cái đùm trước đùm sau nữa Thái nè, nó đùm này còn sơn còn khá ok nè, chỉ có cái là hơi dơ em ơi, hơi gì chưa vệ sinh nha. Đùm đĩa còn khá dậy luôn nè, đĩa này có còn 80% á, nó ốc tán đầu zin mới tháo luôn nè. Rồi coi bên trong nha anh em, đúng đỡ Thái nha. Nó ở Thái nè em ơi, nó Thái nha anh em, THM nè, nó T lộn T cái gì THM nha em ơi, ở Thái đúng ở Thái nha. Nó ở Thái nè. Ốc tán đầy đủ, đĩa về cua luôn. Rồi má đùm nè, đùm sau em ơi, đùm sau nè. Đó, TCT vậy nè, THM đủ thứ nha em ơi. Đó, đúng có Thái nha. Rồi sưng còn như hình, có nổ như hình. Rồi bao không đóng lưng. Rồi tăng vô còn ok, có lúng nhẹ thôi. Tăng vô còn lúng nhẹ thôi, ok thôi. Rồi bóp thắng nè, bóp thắng còn khá dày nha em ơi nè. Nó dày đụng nha em ơi, quá dày khá dày nha. Nó má đùm nhỏ nè. Nó bao zin nè, rồi bố lô bố zin luôn. Rồi 450 bao ship nha anh ơi, 450 bao ship nha, bộ đùm ở Thái này, 450 bao ship. Rồi bán này không chà rửa luôn, bán đắp đại luôn, bán ai mì gắn xe cỏ chạy luôn nè, đúng ở Thái nè, nó L8 nè, ở Thái em ơi, bao cứng bao ngon nha, này hơi xấu thôi. Rồi có này cần số nè, dính bê tông nè, đất sình nè, anh em việc chà rửa đây gắn xe cỏ nha anh em. Đó, anh em gắn xe cỏ hết bài luôn. Rồi cảng nè, cảng này tình trạng nó có bị nổ nè, nổ nha anh em ơi, còn xài bình thường nha anh em ơi, còn cứng khừng nha. Ở Thái nha, bao ngày thẳng luôn, có bị nổ mấy cái này thôi. Nó như là bán rẻ này dán xe cỏ. Rồi kèm theo cái ghi đông nè. Nó bán rẻ luôn, này ghi đông có quay. Này ghi đông người ta lột ghi đông em ơi. Này ghi đông này ghi đông có quay ếch nha em ơi. Ghi đông ếch nha. Rồi cái dây thang dây ga mới thay nè, mới cáo luôn nè. Dây ga mới thằng zin mới thay mới cáo luôn. Nó nguyên bộ như hình này. 200 bao ship cho em ơi. 200 bao ship nha. Ghi đông cản. Rồi cái cần số vừa đạp này luôn, 200 bao ship, tiền ship hết cả 560.000 rồi. Tiếp ra còn có 150 được nguyên bộ y bài nha. Rồi cùi dĩa ở Thái em ơi, cùi dĩa ở Thái nha, giống như rửa ếch nha anh em ơi. Đúng ở Thái nha anh ơi, bao đúng ở Thái. Này chưa vệ sinh nha, bao không bông lưng nè. Còn khá đẹp nè anh em. Đó 100.000 bao ship nha anh em ơi, 100.000 bao ship như hình nha. Bỏ đĩa đây mình đĩa bỏ nha anh em. Đó, đỏ bị bỏ đĩa nha, 100.000 bao ship. Rồi co sang vô e alpha 202 em ơi, alpha 202 nha anh em ơi, đúng 202 nha. Anh co sang vô e 202 nè. Đó như hình nè, rồi bán em luôn. 170 bao ship nha em ơi, co sang vô e nha, bao zin, 170 bao ship. Rồi cả alpha nè em ơi, cả alpha 202 nha, bao đẹp bao ngon luôn, bao cứng khừ luôn nè, không bị tét da luôn. Còn ngay thẳng nha anh em. Đó không bị tét da nè, bao đẹp bao xài luôn. Về anh em gắn vô xài thôi, về chở đồ là review.
nó như hình 100.000 bao ship nha Nam, 100.000 bao ship cái cả Alpha 202 theo xe. Rồi cặp phụ Alpha 202 nha Nam ơi, 202 KV nè, ti bao đẹp nha, ti bao đẹp luôn, nó ti bao đẹp luôn, còn ngay thẳng nha. Rồi cây này có xì nè, anh em về làm lại xài nha Nam ơi, cây này có xì nha Nam, có sao vậy nè, ti còn bao đẹp luôn, bao ngay thẳng luôn. Đó, anh em về thay phết này lại xài, này ti đẹp nha, này có cây có xì nè, rồi 200 đỡ bao ship nha Nam, 200 đỡ bao ship, vậy anh em thay phết một cây lụm thôi. Rồi cái thùng xăng liêm lùng nha mấy, thùng xăng liêm lùng nè, này đời 94 nha mấy, nó đường lùng đời 94 nè, nó đường vào đời 94 nha Nam, nó đường lùng đời 94 nè, hổng mà qua tức bán giờ nay lục ra còn dư lại nè. Rồi bình xăng là 030 lũng nè, 030 lũng nha mấy. Rồi ông này ống xăng lô nè, ống xăng lô. Rồi báo xăng zin nha Nam, báo xăng còn zin luôn. Rồi bên trong nè, nó bên trong là nắp lọc đẹp nha Nam. Rồi bên trong nè, nó có một lũng nha, con xe bình thường. Nó bán rẻ luôn, 130 bao ship nha anh ơi, 130 bao ship cái thùng xăng riêm lùng đời 94 nha, riêm lùng đời 94. Rồi cái thùng xăng ở Thái ơi, thùng xăng ở Thái nha. Nó tình trạng còn khá đẹp nè, ở trên còn khá đẹp nè, chưa vệ sinh luôn, nắp còn đẹp luôn, bên trong nè quẩy màu long lanh nha, bên trong còn xăng quá trời luôn nè, nó còn đẹp luôn nè, có một lũng luôn. Dây xăng zin báo xăng dưới hết nha Nam ơi, nó như hình nha, ở Thái nha Nam, ở Thái báo xăng zin luôn nè. Rồi 100 rồi bán hai cái Nam ơi, hai cái nha, một cái Thái, một cái quay RDS nè, nó RDS nha Nam ơi. Rồi báo xăng zin luôn, nắp xăng này zin luôn, nắp xăng này lô gì ta, chắc lô quá này, hàng zin mới zin gì đây. Rồi bên trong nè, bên trong này để lo không hết xăng còn khá đẹp nha ơi, nó còn khá đẹp nha. Rồi hai bình này, nó hai bình nha ơi, ở đây có sơn chống xét nè, đo làm luôn, mặt tiền thì đây còn ok, nó báo xăng zin đi, xăng zin hết luôn. Rồi hai bình nha Nam, rồi hai bình 250 bao ship nha ơi, hai bình 250 bao ship nha, về gắn xe cỏi bao ngon luôn, bao cứng thự luôn, không thụng luôn, hai bình 250 bao ship luôn anh em. Rồi cái cản riêm lùng đời 994 nè, riêm lùng đời 94 nha, mặt tiền hơi xấu nè, mặt tiền hơi xấu mày, ủa lộn, mặt hai bên không hơi xấu nha, nó hai bên không hơi xấu nè, có sao giờ mặt tiền đẹp nè. Rồi bên trong này không gãy không bể nè, ở đây thì nó hơi xấu thôi, rồi bán chung bình xăng đi. Rồi hai cái này đi, rồi bình xăng cái cản nha anh em, bình xăng cái cản đi, 200 bao ship nè mày, bình xăng cái cản nha, 200 bao ship. Rồi hai cái đu đèn đặt lái phun mộng đây này, có đứt dây nè anh em, gì nói là xài nha anh em, đứt dây nha. Đó, anh em bị đứt nó lại xài. Rồi tình trạng là ba cái chụp không bể nè, chụp không bể nha mấy, chụp còn VC không bể nha, VC không bể, nó này VC không bể luôn. Rồi này dây cộ rồi anh em về gắn lượm thôi, đây gãy là một miếng nè, nó giờ nè. Rồi hai cái để rẻ luôn, hai cái trong rưỡi bao ship luôn, giá như da chai luôn, hai cái trong rưỡi bao ship. Rồi cái gấp riêu lùng là 94 mấy, riêu lùng là 94 nha Nam, là riêu lùng là 94 nè, đó 14 tháng 9 năm 94, ủa luôn 1 tháng 4 sao đó, mà đợi đúng là 94 nha mày, nó còn đẹp nha ơi, mặt tiền còn đẹp nha, tem mà mất tem rồi, tem thì đợi lâu quá nó bị phai màu mày nè, tem còn nguyên mà lâu quá bị phai nè, nó nhờ bên mặt tiền là bao đẹp nha Nam, sơn còn khá đẹp nè, này lỗi nhẹ nè, nó lỗi nhẹ cái này nha, lỗi nhẹ bị lủng nhẹ nè, anh em về chống lại xài thôi, nó anh em chấp nhẹ là xài thôi, bán rẻ xài luôn. Rồi này bị mất một miếng, rồi anh em vậy nè, mất hai miếng bắt bọc sơn em ơi, hai miếng bắt bọc sơn mất rồi nha anh em. Rồi bán rẻ luôn, 100.000 bao ship luôn, nó 100.000 bao ship luôn, bao cứng thường nha, về gắn Alpha vẫn được em ơi, về gắn Alpha y bài luôn nha anh em, nó lỗi nhẹ xíu nè, về anh em thì chấm lẹ làm lụm thôi, nó bán rẻ luôn, 100.000 bao ship. Rồi cái dẫn ba riêm lùng nè, đời 94 nè, nó chung bộ nè, riêm lùng 94 nè, bao ngay thẳng nha em ơi, bao ngay thẳng nha, nó đang xem bình thường, bao ngay thẳng luôn, đời 94, rồi bán rẻ luôn. Rồi 200 bao ship nha anh ơi, 200 bao ship nha, bao ngay thẳng, chén không bâm, bao ngay thẳng nha, chén là không bâm, nó như hình, bao ngay thẳng luôn, chích bà chén có bâm này bê, chén nó bâm rồi, lỗ rồi, không để luôn, chén có bâm nè. Rồi 100.000 bao ship luôn, nó riêu lùng là 94 nè, bao ngay thẳng luôn, 100.000 bao ship. Rồi cái chẳng ba ít Thái nè mày, chẳng ba ít Thái nè, rồi bao ngay thẳng nha anh ơi, bao ngay thẳng nha, bao vuông tay luôn, tình trạng lỗi nè, nó lỗi nè. Này là chống sơn cồn nè, nó chống sơn cồn luôn nha anh em, chống sơn cồn luôn nè, này bị gãy ốc nha anh ơi, gãy mà ốc nha, có sao vậy, gãy mà ốc nè, còn khá đẹp luôn, anh em về rửa đẹp lên như hình nha. Rồi cặp phụ này bị lai, cặp phụ nè, phụ này phụ đỡ hết nè, phải lai không mà biết này, 2 là 7 nè, 2 là 7 anh em ơi,
207 nha nè. Này chắc zin hay sao 207 nè. Đúng rồi, này chắc zin em ơi, KTL FO nha. Không biết sao mình trong zin. Rồi báo chung báo đại đi. Mà bao vỏ zin nha anh em ơi. Này đời 207 đúng đời với xe nè. Rồi tình trạng ti hư nè. Ti hư nha anh em. Anh em về lấy vỏ với lấy chân ba xài thôi. Bán rẻ luôn. Hai này bán anh em. Rồi bán rẻ luôn, hai thằng rẻ bao ship luôn anh em ơi. Tiền ship hết cả 100.000 nha. Nặng quá nặng nha, chẳng ba phụ nặng nè. Tiền ship cả 100.000 rồi. Bán em là hai thằng rẻ bao ship chẳng ba với cặp phụt này. Anh em về lấy vỏ lại xài nha. Ti thì ti hư có hơi bị xước. Rồi chẳng ba với phụt 250 bao ship. Rồi bộ lửa số 1 anh ơi, bộ lửa số 1 nha anh em. Này bộ lửa alpha 2 mình RX 2.9 nè. Rồi, tình trạng là bên trong là bao đẹp nè. Rồi có bị sét thôi. Còn đẹp không bể nha anh em ơi. Nó trình ở bên trong nè, này là để đề lô thôi, dễ đề lô nha anh em. Mặt tiền thì bao đẹp nè, đời 29 nè, khá đẹp nè. Dễ đề lô luôn. Dễ đề lô, ổ bị đề lô luôn. Rồi cái cuộn điện zin nha anh em ơi, cuộn điện zin nha. Bao xài luôn. Nó bao sống luôn, bán rẻ luôn. Về các xe cỏ chạy luôn. Bán anh em là 3 đồng để bao ship luôn. Nay bán hạ giá luôn, 3 đồng để bao ship. Rồi bộ lửa số 2 nè. Này đời 202 203 anh em ơi, 203 nha anh em. 23 nè. Rồi này có bị cả nhẹ nè. Rồi không bể dở nha. Mặt tiền còn khá ok nè. Ổ bị đề zin nè anh em ơi. Ổ bị đề zin nha. Bị bọng rất tiêu trơn trời. Đó, ổ bị đề zin nè anh em ơi. À, lát mua gắn anh em là mua gắn bi lại xài nha. Ốc tét là bao chưa mở nè. Nó như hình nha, ốc tét là bao chưa mở nè. Rồi dễ đề zin luôn. Dễ đề bao zin nha em ơi, dễ đề zin luôn nha. Rồi cục điện zin luôn nè. Cục điện còn zin luôn. Rồi bán rẻ luôn. Này bán là 400 bao ship nha anh ơi. Nay hạ giá quá rẻ nha anh ơi. 400 bao ship nha. Ốc tán này đủ, về gắn thôi. Ốc tán này đủ nha anh em. Sơn đề ốc tán thằng đằng đầy đủ, về chỉ lụm thôi. 400 bao ship nha anh em ơi. Rồi bộ lỗ số 3 nè. Này ớt thái nha anh ơi. Ớt thái nè. Rồi 2 đà 2.7 nè. Rồi tình trạng như hình nè, dễ đề. Ổ bị đề bị banh chành này nè. Đó như hình anh em ơi. Anh em về thay ổ bị đề sai nha. Ổ bị đề zin nè mà đều bị hư rồi. Đó như hình nha. Rồi dễ đề zin luôn. Dễ đề chồng chống sơn tè le nè. Dễ đề zin luôn anh em. Rồi còn khá ok luôn. Về thay ổ bị đề xài nha. Rồi dây điện nè. Đó, bao zin nha anh ơi, bao zin nha. Đó, bao zin nè. Đó, bao zin. Ốc tán này đủ em ơi, về lụm thôi nha. Rồi bán rẻ luôn. Này chỉ mỗi lần nó chỉ hư bỏ bị đề thôi mà, về thay ổ bị đề xài nha anh em. Rồi 400 bao ship luôn, ớt thái luôn. 400 bao ship luôn. Rồi kebo nha em ơi, kebo ớt thái nha em ơi. Này đợi 206 nè, này ớt thái là 206 nè, đăng ký 207 nha em ơi. 206 nha anh em. Nó như hình nè, bô rồi bao keng nè. Bô mới nè. 2043 nha em ơi. Ớt thái nha anh em ơi. Xài chung rồi ớt rồi nha anh em, quay ớt rồi nè. Tình trạng nè, khá đẹp luôn. Đó. Tình trạng là khá đẹp nha em ơi, khá đẹp nha. Nó như hình nè, long đanh luôn, sáng giới luôn em ơi. Nó nhìn bao tí zin nha, không lỏng vách, không có rớt tiêu luôn. Nó bao đẹp luôn, chấm sơn còn xanh xanh nè. Đường xanh còn luôn nè. Nó như hình là khá đẹp nè, bên trong nè. Bên trong bao đẹp luôn nha anh em, không lỗi luôn. Nó cái đường giữa nè. Quá cọp, cái bộ này quá cọp, cổ này có thay rồi nha anh em ơi. Anh em về thay cổ titan xài nha. Nó vậy anh em thay cổ titan xài, lỗi nhẹ nè. Có bao lỗi nè. Rồi mớp hai lỗ nhỏ nè. Mớp hai lỗ nhỏ mới không em ơi. Nó mớp hai lỗ nhỏ mà ở dưới nha em ơi. Nè, lỗ nhỏ đây. Nó như hình như ớt thái nha em ơi. Cổ này có thay rồi nha. Anh em về thay cổ titan vô là bao ngon liền. Nó đẹp toàn thân luôn. Mặt tiền ở dưới có trầy trầy nhẹ nè. Trầy máy dưới nha anh em ơi. Trầy máy dưới nha. Mặt ngoài bên trên nè. Bao đẹp luôn. Ở bên trong nè. Nó bên trong không dấu xét luôn anh em. Không dấu xét luôn. Xe này ít chạy lắm mà chủ xe bị thuốc nha. Để lát kể cho nha. Đó như hình nha anh em. Rồi 6 đồng đỡ bao ship nha anh em ơi. 6 đồng đỡ bao ship nha. Ớt thái nè. Đất đẹp luôn nè. Nó đít đẹp luôn nè. Anh em về rửa ra ráy nha. Chưa rửa ráy đít nè. Đó, anh em về rửa đít ra thôi. Nó bao không lo dách, bao không rất tiêu. Sáu rồi đó bao ship nha anh em. Rồi cái gấp RX hàng mới em ơi, gấp quay lớn hàng mới nha em ơi. Hàng mới nha anh em. Hàng mới nè. Này sơn zin ok nè. Này hàng zin xe mình nó bị dính bê tông tùm lum la. Ở dưới nó không một lủng nè. Nó không một lủng nha anh em ơi. RX nha, hàng mới nha anh em. Hàng mới nha. Có hàng mới nè. Rồi bán rẻ luôn. Nó hàng zin mới nha chứ hàng theo xe nha em ơi. Nó 200 bao ship cho em ơi, 200 bao ship nha. Về gắn quay lớn xài. Từ quay 206.
đến 2 từ quay từ nói chung quay lớn đến 2.6 đến 2.16 nha mày. Rồi bỏ bên xăng con nha mày. Ít thái nha mày, ít thái nha. Đó, ít thái nè mày. Đúng ít thái nha. Nó bao xăng dư qua công ty luôn, bao xài luôn. Nó xăng này quá cọp nè. Nó ít thái nè, dây cổ quá trời nha em ơi. Nó ít thái nha em, đúng ít thái nè. Đợi 2.7 đợi 2.6 nè. Rồi 2.6 nè. Đó như hình nè, rồi tháo bên trong luôn. Rồi bên trong nè, cái đồng tiền quá đẹp nha nè. Nó quá đẹp không lỗi luôn. Nó quá đẹp không lỗi luôn, bảy màu lung linh lấp lánh luôn. Rồi để tháo nó ra, test nó ra luôn. Nó bao đẹp nha em ơi, trái ga là bao đẹp nha em. Nó trái ga là bao đen mung luôn nè. Nó bao đẹp luôn. Trái ga quá dữ nha em ơi. Nó bao garanti bao xăng dư nha em. Rồi bình xăng này bán anh em là. Rồi combo bình xăng combo em ơi, combo nha anh em. Đó, bình xăng combo nè, bầu hơi xá xị đầy đủ luôn. Nó 1 triệu bao ship nha ơi, 1 triệu bao ship nha anh em. Ít thái nha ơi. Nó như hình nè, 1 triệu bao ship đầy đủ như hình. Về dùng liền thôi. Trái ga là bao đẹp luôn. 1 triệu bao ship. Rồi bình xăng combo nè. Rồi phút 1 anh em ơi, nó nước da còn khá đẹp nha anh em. Nước da khá đẹp nha, nước da còn xanh chành luôn. Này đời 99 nha em ơi, đời 99 nè. Đó, bao garanti bao xăng dư luôn. Trái ga bao còn ok luôn. Nó lọc tiền còn ok nha anh em ơi. Vì rửa lá thêm nha anh em. Rồi bán rẻ luôn, bao garanti bao xăng dư luôn, trái ga còn ok. Nói chung có liếm nhẹ thôi. Bán em là 700.000 bao ship nha em ơi, giá rẻ luôn rồi. Nay sổ rẻ luôn, 700.000 bao ship luôn. Bao garanti bao xăng dư luôn. Nó đời 99 nha em ơi, đời 99 nha. Rồi ra boe đầy đủ nè. Boe đẹp không nước bể. 700 bao ship. Rồi cái bình xăng con boe là đời 2000 nè. Đời 2000 em ơi, đúng đời 2000 nha. Nó như hình nè, còn khá đẹp nè. Nó còn khá đẹp nè. Rồi bán rẻ luôn, đồng giá luôn, nước da quá đẹp luôn nè. Nay bán rẻ luôn, nay bán sổ rẻ cho hết luôn. Nghỉ luôn. Quá trời mệt mỏi rồi. Bán anh em 700 bao ship luôn, đồng giá luôn. Con xăng boe đầy đủ luôn anh em. 700 bao ship luôn. Đó, ớt thái nè, xe này quá cọp luôn á, mà tại để lâu quá, chủ xe giận, chủ xe làm, chủ xe bỏ luôn. Ông nội nào thợ xe thì cũng ác lắm anh em ơi, chủ xe này, chủ thợ xe này cũng ác nha. Nói chung vậy đi, ET nè, ET 23, 28 em ơi, ET 28 nha. Rồi, bên đầu lòng ống hơi, đầu ống hơi em ơi, nó như hình nha, bên trong nè, bao đẹp nè, xài nhất nha, bao đẹp nha, gắn lò xo cũng ngược luôn, lại luôn, thợ gắn lò xo ngược hết trơn luôn rồi, gắn hai lò xo ngược luôn, lại luôn. Nó lò xo gắn ngược hết rồi, lò xo bắp gắn ngược hết trơn rồi. Đó, ốc tán là bao răng cỏ đẹp nè, không tuôn răng không sơ mi nha anh em. Ống hơi đầy đủ nè, ống hơi nó hơi sét chút nè. Anh em về sơn chống sét vô xài thôi. Nó nắp mà. Nắp đẹp luôn. Nắp đẹp luôn nha anh em ơi, nắp quá đẹp nha anh em. Nắp quá đẹp luôn nè. Nó đầu lòng ống hơi nè. Rồi full nắp nha anh em ơi, full nắp nha. Rồi nắp khá đẹp luôn. Rồi nắp khá đẹp luôn anh em, nắp khá đẹp nha. Rồi nắp bông đầy đủ mày, nắp ba bông đầy đủ nha. Đó thái nè anh em ơi, nó là thái nè. ET nè, ở thái nè. Nó bông đầy đủ nè, bông đầy đủ nha anh em. Nó bông đầy đủ nè. Ba nó ba bông đầy đủ luôn. Rồi cái tục bô chụp bô luôn. Nó chụp bô luôn. Khá đẹp nha em ơi, khá đẹp nha anh em. Dây cậu đầy đủ nè. Mọc số còn luôn nè. Nó như hình nè anh em. Như hình nha. Rồi dây cậu đẹp luôn, không cắt đối không nứt luôn. Cái xá xị nè, bao đẹp luôn. Rồi này đời đát nè. Rồi, tháng 9 năm 2006 nè. Tháng 9 năm 2006 nè. Đó như hình nha. Rồi nguyên bộ như hình. Combo đầu lòng. Đầu lòng ống hơi. Đó, anh em vừa gắn là bao ngầu qua. Anh em vừa gắn serim là bao ngầu luôn. Đó, gắn serim là bao ngầu luôn anh em. Quá là đẹp nha anh em. Như hình nè. Bao đẹp long lanh nha. Rồi full cái đầu. Rồi cam cọ luôn. Rồi full đầu bán cam cọ luôn. Cam cọ là bao đỉnh luôn. Đó, cam cọ nè. Rồi cam cọ nè. Không một lỗ nhỏ luôn. Bao đẹp nha anh em ơi, không xước luôn. Xe này đang cọp nha, tại vì bề ngoài xấu rồi bề trong nó rất cọp, mà chủ xe làm ở đâu bị tệ quá nên chủ xe giận bán luôn. Nó như hình nè, cam đẹp long lanh luôn nè, đúng mất thái nha anh em ơi. Không gì để chê nha anh em ơi, quá là đẹp nè. Quá đẹp luôn, không một dấu xước luôn anh em. Bao đỉnh luôn nha. Bộ nồi thấy lết nữa, để thắt lát quay bộ nồi còn thấy lết nữa. Nó quá đẹp luôn nè, còn cặp cò nè. Còn cặp cò nè. Đó, cặp cò nè, quá đẹp nha anh em ơi. Cặp cò bao cọp luôn nha. Anh em nhận thấy xấu trả luôn. Quá đẹp luôn nè em ơi. Nhìn nè. Không có gì để chê luôn. Đó, bao cò nè, cam cò quá đẹp luôn. Nó đầy đủ như hình. Bán anh em là đầu là cái đầu ống hơi này, blue full cam cò bao đẹp. Bao cọp, bao nhức nách luôn.
Rồi 2.3 triệu bao ship nha anh em ơi, 2.3 triệu bao ship nha, bao in bao xài luôn, về dùng liền luôn, khỏi phải làm gì luôn. 2.3 triệu bao ship nha anh em ơi. Rồi lồng đây, lồng đang lồng bá thái anh em ơi, chưa sinh nha anh em, đúc bá thái nha anh em ơi, cáp mà -13, -1 nè. Rồi tình trạng đang xe này mới rã lần đầu mà có bị kêu đâu mà nghe chủ xe là kể rằng là bị kêu xin cam, rồi thợ nói là thôi xe hư rồi lúc rồi thì thay lên cốt 1, mà chủ xe mà thợ xe không lên cốt 1 lên cốt thẳng cốt 3 luôn, lại luôn lên thẳng cốt 3 luôn anh em ơi, mà nổ xe đều quên đổ nhớt rồi lúc con ta luôn. Trái này mới thay nè, nó bao trang mặt dưới nè, trái này mới làm nè, mà đưa vô nổ máy mà không có chăm nhớt rồi lúp luôn, rồi chú xe dẫn chú xe về, chú xe buồn tình chú xe bán luôn. Đó, xe này mới đảng đầu mà chủ mà ông nội đi sửa xe báo luôn, có lên có bọng lên lên có ba luôn, nó lên có ba luôn mà không đổ nhớt luôn. Đó vậy anh em ơi, không đổ nhớt lúp bơ con ta luôn, chú xe dẫn bán luôn nè, rong rin còn luôn nè, mới lãi lần đầu nè, rong rin còn luôn nè, mà lên có từ có ít tình đa lên có ba luôn. À, báo quá báo rồi. Đó lồng viên chưa đóng em ơi nè, lồng này còn mới sấy nè, còn bao đẹp bao keng nè, mà tự nhiên lúp ông nội không đổ nhớt mà nổ máy luôn à, rồi bán rẻ luôn. Dạ nè, anh em lựa lên có 4 xài nha anh em ơi, 200 bao ship nha anh em ơi, 200 bao ship nha, lồng bá thái nè, bao ngon luôn á, về là sổ 54 chạy bao ngon luôn rồi. Rồi 200 bao ship. Rồi bộ số ít thái nè em ơi, bộ số thái là bao cọp bao keng nha anh em, bộ số thái là bao cọp bao keng nha anh em. Đó cốt nhông nè, cốt nhông xe này bó cọp luôn, mà chủ mà thằng ông nội sửa xe báo quá báo, chủ xe dẫn bán, uổng quá trời. Rồi cốt nhông nè, 99,9% luôn. Nó xe này quá cọp luôn mà, nhưng mà ông nội cho xe ở tầng đa xe không kêu cam cò mà xe kêu xin cam mà kêu lúp thay sấy lên có ba luôn mà nổ máy không đổ nhớt luôn, lúp luôn. Rồi chú xe dẫn bán uổng quá bổng. Cốt nhông về thứ gì chưa nổi anh em. Ở Thái nha, giống như quay Thái 110 nha mày, giống như Thái 110 nha. Thái 100 rồi quay đêm Thái được dùng hết dùng chung nha anh em. Anh pha dùng chung luôn. Nó răng cỏ nè, bao đẹp bao vip luôn, không nhắm miếng nào luôn, nhắm trả tiền miếng đó luôn. Rồi số nè, nó bao đẹp nha mày, bao keng nha anh em, chết mẹ nhầm gì đây. Rồi có nhầm đi ti em ơi, này hơi mới giấu thôi chứ chưa nhầm anh ơi, có giấu thôi nha anh em, nó như hình nè, có giấu thôi chứ hình nè. Rồi nhẹ thôi, mấy răng nhẹ như hình thôi, nó mấy răng như hình thôi, nhẹ thôi anh em ơi, bao im bao hú luôn nha anh em. Rồi số 3 số 4 nè, họ đời Thái nè, bốn chấu ơi, giống như quay Thái 110 nha mày, nói giống Thái 110 nha năm, bốn chấu đầy đủ nha, cốt nhông y như trang luôn. Rồi số nè, số 3 số 4 nè, rồi số 34 là bao đẹp luôn, rồi số 34 là bao đẹp luôn nha em ơi, nó số 34 là bao đẹp luôn, bao không đổ luôn. Có số 2 thì có bị nhăm lỗ nhỏ em ơi, nó số 2 là nhỏ 2-3 răng nha năm. Rồi số 3 số 4 là bao đẹp luôn, bao keng luôn, nó xài chung với Thái qua Thái 110 nha mày. Quay Thái 110 đồ đêm Thái rồi thật sự dục chung hết nha anh em ơi. Rồi càng heo là bao đẹp bao đỉnh nè. Nó càng heo là bao đẹp nha anh em, càng heo là bao đẹp luôn. Nó bao đẹp bao vip luôn. Rồi, quá đẹp đẹp luôn anh em ơi. Rồi 600 bao ship nha anh em ơi. 600 bao ship nha, bao số ở Thái này quá cọp nha anh em. Số 2 chỉ bị có 2-3 răng nhẹ thôi, chưa rổ. Mới nhâm nhẹ em ơi, chưa rổ nha. Đó, 600 bao ship giờ thầy dùng chung hết quay Thái 110 nè. Đêm Thái nè, anh pha rồi dùng chung hết nha. Rồi cái bộ nồi nè, rồi bộ nồi nè anh em ơi, bộ nồi nè, bộ nồi quá đẹp luôn. Rồi chuông zin mới rớt luôn, chỗ lộn chuông zin mới rớt mới đã đầu luôn anh em, bao vậy luôn nha, mới ngắn nhẹ thôi anh em, mới lúng nhẹ thôi nha, còn về cui nè, nó lúng nhẹ thôi, còn về cui nè, bao zin chưa làm gì nha, nó mới rớt đầu nha, nó lúng nhẹ thôi anh em ơi, lúng nhẹ thôi nha, chuông nè còn sọc còn khá nè. Đó, chuông sọc còn khá thôi, sọc dưới còn khá thôi, xe chạy không hú nha. Nó sọc nhìn sọc thôi, cái sớ nói chung còn khá thôi, nhiều thông nhiều máy còn khá. Cô lên nè quá. Rồi sọc còn khá thôi, sọc còn khá nha, nhìn dưới nè. Nó sọc còn khá nha, nó nhiều thì không nhiều thiệt mà còn khá em ơi, trên xe không hú nha, nó như hình nè, sọc khá luôn, bao hú luôn, nó sọc còn quá trời em ơi, bao hú luôn nha. Rồi cái bố nè, còn về cui nè,
Đó, bốn dây cui luôn, bốn dây cui đi mày, nhìn nè, thịt còn dày mày, thịt còn quá trời dày nha mày, thịt còn nhiều nha. Đó, bao viên chưa làm gì luôn, bố bọn dây cui nó như thế nè, không mẻ luôn, không bể luôn, còn khá dày nha mày, bố viên nha mày, bố viên nha, còn dây cui nha. Đó, khá dày nè. Đó, thịt còn quá trời thịt nè. Rồi chuồng heo nè, rồi qua chuồng heo là bao cọp luôn nè. Đó, nhìn nè, quá đẹp luôn anh em, xài nhớt quá đẹp nha, xe cọp luôn. Rồi chuồng heo nè, bao hiếp luôn, không lúng luôn, thẳng băng luôn nha anh em, thẳng băng luôn nè, bao không lúng luôn nè. Ốc tán nè, chưa mở luôn, ốc tán này bao viên chưa mở luôn nha anh em. Nó như hình nè, quá đẹp luôn. Rồi chuồng heo nè. Đó, chuồng heo là bao đẹp luôn nha anh em, không lúng luôn nha anh em ơi, mới giấu thôi nha, chưa lúng nha anh em. Mới giấu thôi chưa lúng nha. Quá đầy đẹp luôn nè, thẳng băng nè. Nó xài gì cái gì mà xài nhớt xịn nào, làm dấu sẵn nè. Anh em về ốp dấu xài em ơi, có làm dấu sẵn nha anh em. Nó có làm dấu sẵn nè, anh em về ốp dấu xài thôi nha. Chứ mà để hú à. Rồi ốc tán này đủ nha anh em. Đó, ốc tán này đủ nè, về lụm thôi anh em, ốc tán này đủ nha. Chấm sơn còn quá trời luôn à. Xe này cọp luôn á. Nó chấm sơn còn quá trời luôn nè. Nó như hình nha. Rồi bộ nồi này 1 triệu bao ship anh em ơi. 1 triệu bao ship nha anh em. 1 triệu bao ship về làm về ngay canh ngay dấu là xài nha anh em. Rồi cục đề nha em ơi, cục đề ở Thái nè. Này là bao sống nha em ơi. Này tình trạng có kêu đít nha. Anh em về chăm mở bò xài nha em ơi. Nó tình trạng khá ok nè. Rồi giá sát luôn. Bán rẻ luôn. 2 triệu bao ship luôn anh em. Nó tình trạng là có kêu đít nha. Anh em về chăm mở bò đít xài. 2 triệu bao ship. Rồi cái dưa ớt Thái nè em ơi. Dưa ớt Thái nha anh em ơi. Ớt Thái nha, rồi rọt cốt cốt bên dễ đề có rổ nè. Rổ quá trời luôn, bán rẻ bán sát luôn. Rồi ớt Thái em ơi, mới đã ăn đầu nha anh em. Rồi hình như chấm mọc tàu lưu dưa nè. Rồi bán rẻ luôn, 150 bao ship luôn anh em ơi. Về anh em về chế cháo gì thì thích nha. Rồi, cốt đầu có rổ nè, dưa này có kêu nhẹ nè. Rồi giá sát anh em về làm gì làm luôn. 150 bao ship luôn. Rồi cái gác chân sau nè, gác chân sau có Thái nè. Nó bao đẹp nha mày, KTLHI nè. Rồi mật mã nè. Rồi ngày 5/6/2007 nè. Nó như hình nha mày, bao dày bao cứng nha mày. Nó lỗ không hồng dịch luôn nha anh em, lỗ không hồng dịch luôn. Ổ cây này đây nè. Nó như hình nè. Nó đúng cái Thái nha mày. Rồi cái cao su zin luôn nè, mà đều không hồng dịch nha anh em, còn khá đẹp nha anh em ơi. Ở Thái nè. Rồi 130 bao ship nha anh em, cặp cái chân sau 130 bao ship. Rồi tay dây heo ớt Thái nè. Rồi heo tay Thái nè, anh em về vô quay Thái đi bài luôn. Rồi tay hơi công nhẹ nè, anh em về bẻ là xài nha. Rồi tay zin nè, KT nè. KT nè, nó bình dầu zin nè. Anh em về vô quay Thái là hết bài luôn. Như hình nha anh em. Nó bao xài đang xài bình thường. Dây cổ zin hết nè. Rồi con heo này heo lô nè. Heo lô nha. Rồi giá bán là rẻ luôn. Bán con bán tay dây heo luôn, bán tay dây tặng con heo luôn. Rồi bán hay là 300 bao ship nha anh em ơi. Anh em đi lấy này cũng lợi nha. Cái này giờ mua hết mấy trăm ngàn nè. Đó Thái nè. Giờ gắn qua Thái y bài nha. 300 bao ship tay dây heo. Heo lô nha anh em. Rồi tay dây heo hồi này bỏ đi. Sao đi. Rồi cái bộ đũa ở Thái nè em ơi. Ở Thái nha, chưa vệ sinh nè. Chung ốc tán còn ok nè anh em. Còn 100 ngàn bao ship luôn. Rồi mua pin ở Thái nè. Mua pin ở Thái nha anh em. Mà bán chung phục sạc nè. Pin đất Thái nè mày, mua pin đất Thái nha, đúng đất Thái nha mày. Này rồi ngày 9/10/2006. Rồi kèm cục sạc luôn. Rồi bán anh em này nè. 200 bao ship nha mày. 200 bao ship nha anh em. 200 bao ship tính ra còn có trăm mấy thôi, quá mềm. Rồi lốc bơm nhất rồi nè mày, lốc bơm nhất rồi nha anh em. Lốc bơm nhất rồi HPN nè. Rồi cái này răng cỏ đẹp nè, có một con semi quay ra ốc các chân sau nha mày. Răng cỏ đẹp nha. Bao không nứt luôn. Ông đang còn đẹp không nứt luôn. Rồi 700 bao ship nha anh ơi. 700 bao ship cái lông bơm nhất rồi nha, mới đã ăn đầu luôn. Nó mới đã ăn đầu luôn. Có một semi một con ốc bắp chân sau. Răng cỏ bao đẹp. Rồi 700 bao ship. Rồi lông bơm mới Thái nè. Nó lông bơm mới Thái nha, răng cỏ bao đẹp nha anh em ơi. Răng cỏ bao đẹp nha, này bụi bặm quá. Nó răng cỏ là bao đẹp nè, không nứt bể luôn. Không nứt bể. Rồi răng hai răng này đẹp luôn. Hai răng cỏ là bao đẹp nha. Rồi ở Thái nè. AB nè.
GR5 nha, đó là GB6 là 1/19 nè, nó ớt thái nè. Nó dự gắn vô quay thái, đầu rim thái, đầu y bài luôn anh em, bao cứng bao dày luôn nha anh em. Nước sợi sợi nhớ khá đẹp nè. Nó 300 bao ship nha anh em ơi. 300 bao ship nha. Cái lốc bơm nó ớt thái. Rồi cái mô bin nè. Mô bin mà hôm qua nè, đợi 94 nè, đồ lòng 9898 nè. Rồi kêu cọc, kêu đợi sáng cọc mà sáng sang mất tiêu không thấy luôn. Giờ bán lại luôn anh ơi. Anh hứa hứa lèo không chết em luôn rồi. Nó dây cọc hơi cứng nè. Chụp origin nè, bị mất chụp mất cái chụp của su sao nè. Chụp origin theo xe luôn nha anh em. Nó bao sóng bao mạnh nè. Cái rắc này có hai cắt rồi nè. Nó rắc này anh em gì nói rất là xài nha. Bán này rẻ luôn, 200 bao ship luôn mày. Ghét bán rẻ luôn. 200 bao ship luôn. Cái mobin ít mobin R rim lùng đời 98 nè, xài chung các đời rim luôn. Super rắn hết nha anh em ơi. 200 bao ship nha. Rồi cái báo số nè, báo số rim lùng nè. Báo số rim lùng đời 98 đã cao nè. Báo số giống như quay ít quay thái trong 100 vậy anh em. Nó xài bình thường nha, xài cho ít tri quay thái 100 xài được hết nha. Dây cọ bao mềm luôn, bao siêu bình thường luôn. Trong nửa bao ship nha anh em ơi, trong nửa bao ship nha. Nó như hình nè, có cái ốc lục giác nè. Nó bao xài luôn. Trong nửa bao ship. Nó xài chung cho ít thái, xài chung cho quay thái 100 được nha anh em. Rồi cái đầu hôm qua nè, cũng đại cọc nè. Trời ơi đại cọc tới giờ này không thấy luôn, biết nhiều người hỏi luôn mà bán không được. Chán đời thì chứ. Nó răng cỏ đẹp nè, bao không tu năng sumi nè, nắp số 8 này bao đẹp, bao keng nè. Nó ít rim đi lùng 94 nha, ổ lùng 98 nè. Nước da là bao đẹp nha. Rồi qua bán 7,5 này ghét này bán 700 bao ship luôn. 700 bao ship luôn, bán hạ giá chơi ghét, hạ giá chơi luôn, bao nắp bao đẹp không nước bể luôn, không tu năng sumi luôn. Hai nắp cò nè, bao keng luôn. Bán rẻ luôn ơi. Hứa thì hứa thôi, anh em nào giờ bán giờ cọc cọc thì thôi, em không đợi em ơi. Đợi em tới cả ngày trời điện thoại là không bắt máy, quê gì đâu á. Nó 700 bao ship luôn. Rồi cái đầu rim lùng thái đời 94 nè. Nó rim lùng thái đời 94 em ơi. E10 nè. Đó, đúng đời 94 nha. Đúng rim lùng thái đời 94 nè. Nó răng này nó còn ok nè em ơi, răng cổ ok nha em ơi, răng cổ ok nha. Răng cổ ok, bao không tôi răng sumi luôn. Nó như hình là hơi dơ xíu. Rồi bán rẻ luôn. 40,5 bao ship luôn anh em ơi. Bán rẻ luôn nha. 40,5 bao ship luôn. Đầu rim lùng đời 94, 40,5 bao ship. Rồi ba nắp nè, cũng đại cọc luôn nè, chán ghê luôn. Nó rim lùng chứ bán rim lùng hôm qua chứ bán còn được mấy món thôi, như cái đầu với cái đầu với cục pin với ba nắp thôi. Bán anh em hứa quá hứa luôn rồi không bán được gì. Chán đời thiệt chứ. Giờ anh em nào hứa chị nào cọc tôi tính nha, chứ giờ không có hứa được anh em ơi, hứa cái ngày trời đời mất tiêu, lặng tích luôn. Rồi ba nắp như hình nè. Rồi bao đẹp nè, không nứt bể, không tuôn răng sơ mi nha anh em. Rồi nắp cái nắp nắp đu cá nè, long đanh luôn. Nó nắp nồi nè, như hình nè. Rồi ghét rồi không quá 400 này bán 3,5 bao ship luôn, bán ghét. Hạ giá chơi luôn, cho lỗ luôn. 3,5 bao ship luôn. Rồi cái dơ rim lùng đời 94 bây. Rim lùng đời 94 nha, họ không bán tới họ trước họ bán như trước hết sao không quên nè. Đời 94 là chữ N đầy đủ nha. Nó răng cổ là bao đẹp nha, răng cổ hai là cốt bao đẹp nè. Nó không ghẻ lõi sao mô nha. Rồi chữ N nè, nó như hồi má nhỏ nè. Má nhỏ nha, rim lùng thái đời 94. Nó dân điên chưa làm gì, tay có kêu nhẹ. Anh em về làm lại làm nha thôi. Rồi bán nam rẻ luôn, 2,5 bao ship luôn, hai đầu có bao đẹp luôn, hai đầu để bao ship trên rim lùng đời 94. Rồi bán bộ 3 nè, bộ 4 luôn. À cục IC nè, IC mới silicon nha. Rồi chữ đây nè. Nó chữ đây lâu quá mới thấy nè. Có chữ đây nha anh em ơi, bao zin nha anh em ơi. À, kèm theo cái bát nè, bát bắt cái dây nè. Rồi cái cục sạc nè. Cục sạc theo xe luôn. Rồi cục chớp luôn, cục chớp nè. Mai Japan nè. Đó Denso nè, cục chớp riêng nó xe luôn nha anh em. Rồi cục này cục đây đều nè. Cục đây đều luôn, may nha ba luôn nè. Ba cục như hình nè. Nó như hình nha anh em, bán anh em bộ 3 bộ 4 này luôn. Rồi bán rẻ luôn, 300 bao ship cho anh em ơi. 300 bao ship nha, bộ 4 quyền thoại nha. 300 bao ship. Rồi bộ đổ đêm rụt đời 94 nè. Nó khá đẹp nha anh em, có ba con đẹp, một con nó hơi ngang ngã nha. Rồi bán rẻ luôn. 100.000 bao ship luôn. Rồi cái lồng nha mày, cái lồng rim lùng đời 94 nha mày, đời 94 nha, trái mới làm nè, có thai nha mày, trái còn khá mới làm nha, nó trái làm còn khá đẹp nè mày, không xước nha, đang xài im không khói luôn, nó trái này mới làm nè, còn lưỡng luôn, mới cáo luôn nè, mới cáo luôn nha, nó như hình nè, không xước nha mày, không xước nha, đang xài bình thường có thai, vì dùng đèn luôn, nó đời 94 nha mày, đời TH nè, mã TH nè, nó thái đồng mà TH chữ nhỏ nha mày, TH nè mày. Quá trời nặng nghe, cái này ship vịnh nè. Rồi mã TH đây. Mã TH chữ nhỏ nha anh em. Nó đúng được đồng thái đời 94 nha.
Rồi 450 bao ship nha anh em ơi, có 2 nha em ơi. 450 bao ship nha anh em. Trái bao ngon là bao cứng luôn nè, về dùng điện luôn khỏi phải làm. 450 bao ship. Rồi bán đồng hồ, lộn bán pha đèn ơi, pha đèn nha. Pha hai pha đèn nè, hai xi nhan nè, còn mới cáo nha em ơi, này mới thay nha anh em ơi. Đồng bàn thờ zin luôn nè. Bàn thờ zin mới nha em ơi. Đó, bàn thờ zin mới luôn nha. Đó, không ngại bách nào luôn. Bàn thờ zin mới luôn, pha đèn zin mới luôn. Nó zin mới hết nha anh em ơi. Zin mới hết nha, đẹp long lanh luôn nha anh em. Nó như hình nè. Đẹp long lanh luôn nha, về dùng điện luôn. Nó không gãy bách nào luôn, hàng zin mới màu đỏ. Rồi bờ cổ nè. Bờ cổ đẹp luôn, có gãy bách nhẹ em ơi. Nó như hình nha, đồng hồ lô. Bán cho anh em về xài gắn xe cổ luôn. Nó bờ cổ còn khá đẹp luôn. Đồng hồ gọi lô nha anh em, này gãy bách nhỏ nè. Nó như hình nè, đồng hồ bờ cổ pha đèn trước sau. Rồi cái mặt nạ luôn. Nó combo cái mặt nạ luôn. Mặt nạ luôn, mặt nạ khá đẹp khá mới em ơi. Nó hàng zin mới nha anh em, đời 2019 nè. Nó không gãy bách nào, bách bọn nguyên si nè. Rồi bán anh em về gắn xe cỏ chạy nha anh ơi. Hàng này hàng mới nha em ơi, tem bọn còn nguyên si nè. Nó 350 bao ship nha anh ơi. Nó pha đèn nè, giờ anh em mua pha đèn không hết 200 mấy nè, gần 300 ngàn rồi, xi nhan tiêu chính xi nhan luôn. Rồi bàn thờ bỏ cổ luôn. Bàn thờ bỏ cổ, đồng hồ lô luôn, đồng hồ lô hàng mới cáo luôn. Dây cổ thì có cắt rối nhùi nè. Rồi mặt nạ này mua cũng trăm mấy nè. Rồi bán này là 350 bao ship nha anh ơi. 350 bao ship nha anh em. Đó, về gắn xe cỏ chạy bao ngon luôn. Màu đỏ. Rồi hai cánh bửng nè em ơi, hai cánh bửng nha anh em. Màu xám mà. Màu xám đỏ nha, nó màu xám nè. Nó hàng mới thay nè, cũng mới cáo luôn nha em ơi. Anh em về vệ sinh là lượm nó nha, không gãy không bể luôn. Quá đầy đẹp luôn. Nó không gãy không bể luôn, luôn tem luôn anh em, luôn tem luôn nha. Nó như hình nè, không gãy không bể luôn, nguyên si luôn nè anh em. Này đời 2019 lên nha anh em ơi. Nó hai cánh bửng nè. Nói chung hai cánh bửng là bao đẹp nha anh em, không gãy không bể nha. Nó như hình là khá đẹp luôn nè, hàng zin mới với mấy hàng tàu em ơi. Hàng zin mới nha, bao đẹp long lanh luôn. Rồi cái ốp sửa, cái ốp ngậu vá nè. Nói như hình nè, còn nguyên si nè, không gãy luôn nha anh em. Mới thay luôn nè. Đây thì có gãy miếng nè, nhẹ nè, nứt nè. Đó nứt nhẹ em ơi. Còn đây là cái này còn nguyên nè. Nó như hình nha. Rồi hai cái bửng này anh em tệ nào mua gần cái triệu nè. Hai cái bửng cái này mua gần cái triệu nè. Rồi bán ai nào rẻ thôi. Đó, tiền này ship cao nha, rồi bán đồng giá luôn. Rồi bán này là nó 350 bao ship luôn anh em ơi, bán đồng giá luôn. 350 bao ship luôn. Ai lấy nguyên combo thì bán 650 nha. Đó, như hình là hàng mới cáo luôn nè, hàng zin mới luôn. Rồi anh em nào thấy được món nào thì liên hệ anh em ơi. Rồi xin chào anh em nha anh em.